Tôi xa quê làm nghiệp với hai bàn tay trắng, dù đã ráng phơi nắng nhưng vẫn không đen. Chắc vì vậy mà tôi có duyên với trắng. Năm 2009. Để nghe lời tôi đi, ông làm được mà. Tôi không làm, có chết tôi cũng không làm. Sao vậy? Nghĩ làm sao mà kia tôi đi bán mỹ phẩm, lỡ tôi kiềm lòng không được xài trước rồi tính làm sao đây? Thì cứ xài đi, da ông đẹp thì bán mới đắt. Chỉ có tôi mặt sẹo một rổ nên mới khổ cả đời nè. Nhưng mà công ty toàn là người nước ngoài. Có gì đâu mà sợ. Tôi sẽ dạy ông bắn tiếng Anh mỗi ngày. Tôi thích rồi đó, đi làm từ hôm nay luôn nha. Mấy anh, mấy anh. Có chuyện gì? Dạ, là có hai nhóm giang hồ đang kéo tới công ty. Không phải chứ, ngày đầu đi làm của tôi đó. Thiệt mà. Đại ca, chỉ là đi mua mỹ phẩm cho vợ thôi mà, có cần phải làm lớn như vậy không? Tánh chị của tụi bay còn không biết hả? Tao mà dày tay không là bả cào cho nát cái mặt. Nè, số mỹ phẩm hôm nay vợ anh mua hết, vợ mấy chú đợi được sao đi ha? Ủa bộ vợ ông xài mà vợ tôi không cần xài hả? Đúng vậy. Vậy bây giờ mỗi bên một nửa rồi giải tán ok. Không ngờ mỹ phẩm lợi hại đến vậy, mình đi đúng hướng rồi đó. Năm 2011, Cần Thơ. Cà phê với bánh bao chợ nổi của anh đi. Cảm ơn nghe. Không có gì. Nè, anh có thấy gì không? Cần Thơ mình đẹp như vậy, tôi muốn làm gì đó cho vùng đất này, nhưng lực bây giờ thì chưa đủ. Vậy làm sao đây? Tôi sẽ làm ở đây 2 năm rồi đi học nghề thêm. Có thể lên Sài Gòn hoặc bay ra Hà Nội. Nhất định là phải học thật sâu về mỹ phẩm. Giờ tôi hiểu được cảm giác của mấy bả rồi. Thà nhịn đói chứ không nhịn mua mỹ phẩm nữa. Tôi nghi hồn quá. Quỷ sĩ à. Năm 2013, Hà Nội. Tôi đã khảo sát nhiều dây chuyền sản xuất mỹ phẩm hiện đại nhưng không hại điện. Thú thật với anh là tôi cũng mê mỹ phẩm. Giá bộ ngầu vậy thôi, hi hi. Cái thằng tửng này thiệt tình. Chào mừng các vị khách quý đã có mặt tại hội nghị khách hàng hôm nay để cùng chúc mừng thành công của thương hiệu mỹ phẩm Nguyễn La, thương hiệu được người tiêu dùng ưa chuộng trong 3 năm liền. Và sau đây tôi xin mời lên sân khấu người sáng lập của thương hiệu, đó chính là anh Nguyễn Hoàng Na. Năm 2016, Cần Thơ. Chào mừng anh trở lại Cần Thơ. Anh Na, tôi nhớ anh quá trời luôn hả? Có quà gì cho tôi mới tin à? Có luôn, đây là Linh Chi Vàng, thương hiệu mỹ phẩm thứ hai của tôi đó. Wow, vàng thiệt hả? Cất vô đi, người ta giật bây giờ. Vô trong đi. Mỹ phẩm Linh Chi Vàng có mặt trên toàn quốc và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài như Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia. Nay đầu tư nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP. Hiện tại, Linh Chi Vàng đang có bộ serum chấm bụng siêu tốc 20 giờ, chai nhỏ giá chỉ với 79 ngàn. Năm 2018 sẽ tiếp tục có bất ngờ, chờ xem nhé.